Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi họa tiết hoa nơ. Tay cầm vuông tròn bằng sợi dệt kim tuyến. Đầu tiên mình sẽ coi là chiếc túi này cần chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào nhé. Thì đầu tiên mình sẽ cần sợi dệt kim tuyến này. Ở đây mình sẽ sử dụng sợi dệt kim tuyến màu đỏ rô. Chiếc túi này thì mình sẽ phải cần tới 2 cuộn khoai khung tròn. Dây khóa kéo dài từ 25 tới 30 cm. Hoa trang trí. Ở đây các bạn có thể sử dụng hoa móc trực tiếp bằng len, hoặc là mình sẽ đặt mua hoa da. Xét hoa da như thế này thì chiếc túi của mình nó sẽ sang trọng và đẹp hơn rất là nhiều. Thì chiếc hoa này mình đặt làm thì có thể tháo rời các bộ phận này. Mình có thể tháo rời cho các bộ phận luôn. Mình có thể treo riêng chùm này cũng được, hoặc là treo riêng như này cũng được. Và chiếc hoa này thì mình có thể sử dụng làm hoa cài áo này. Đó, rất là chắc chắn thôi, đều có kim cài hết. Đó, từ đây là phần hoa trang trí. Ở đây mình sẽ sử dụng kim móc số 5. Kim móc số 5. Chuẩn bị kim đánh dấu, kéo, thước, tấm canvas, tấm nhựa canvas và phần vải lót. Và họa tiết mình sử dụng cho chiếc túi này sẽ là họa tiết hoa nơ. Rất là đẹp như thế này. Đó. Và chiếc túi này rất là lấp lánh, màu đỏ đô, rất là sang trọng. Mình có thể mang chiếc túi này đi chụp hình cùng với áo dài hoặc là đầm khi mà mình đi tiệc đám cưới hoặc là đi họp hội nghị hay là đi trong các buổi tiệc sang trọng thì chiếc túi này rất là sang trọng, đẹp và tinh tế. Chi tiết thực hiện chiếc túi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở các phần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.